Thúy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com. Theo thống kê trên thế giới, hiện nay đang có 3 triệu người mắc các căn bệnh về hen suyễn hô hấp khó. Và cứ mỗi 10 năm thì căn bệnh này có tỷ lệ gia tăng từ 20 cho đến 50%. Và tại Việt Nam, theo thống kê của Hiệp hội hen miễn dịch lâm sàng cho thấy có khoảng 4.000 người mắc các căn bệnh về hen suyễn, tức là cứ 100 người thì có 5 người mắc bệnh này. Đấy là con số mà Nga muốn thông tin đến bạn để chúng ta cùng nhau đề cập tới chủ đề về căn bệnh hen suyễn hô hấp khó. Và đồng thời trong video ngày hôm nay, Nga cũng sẽ chia sẻ và giới thiệu đến bạn một sản phẩm có tên gọi là An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh của hãng Quang Đông Hàn Quốc, hay còn có tên gọi là Kiện Não Hoàn. Đây là một trong những sản phẩm mà có thể giúp cho bạn phòng và điều trị được căn bệnh hen suyễn vô cùng hiệu quả. Các triệu chứng dễ nhận biết nhất của căn bệnh hen suyễn hô hấp khó như là ho, khó thở, khò khè và thường xuất hiện từng cơn. Những nguyên nhân để dẫn đến căn bệnh này như là yếu tố môi trường, ô nhiễm, khói bụi, phấn hoa, nấm mốc, nhiễm trùng đường hô hấp v.v. cộng thêm yếu tố di truyền. Nếu như trong gia đình nhà bạn có ai đó đang mắc căn bệnh hen suyễn thì rất dễ có thể di truyền lại cho thế hệ sau. Chính vì vậy nên chúng ta cần phòng và điều trị căn bệnh này càng sớm càng tốt thì sẽ tránh được việc suy giảm sức khỏe của bản thân mình cũng như giảm tỷ lệ di truyền lại căn bệnh này. Và sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có các thành phần được chiết xuất từ những thảo dược quý được kể đến như là cam thảo, có tác dụng sẽ giúp long đờm, loãng dịch nhầy trong đường hô hấp để dễ dàng đưa ra ngoài. Thành phần dễ bạch thược, giảm hen suyễn, chống viêm, chống dị ứng, tăng cường miễn dịch. Thành phần long não giúp cho người bệnh thở dễ dàng hơn, thở sâu hơn. Kết hợp thêm rất nhiều các thảo dược khác nữa sẽ giúp cho chúng ta sau khi sử dụng sản phẩm này một thời gian không còn những hiện tượng như ho, khó thở, khò khè, và dần dần những hiện tượng này sẽ biến mất và căn bệnh hen suyễn hô hấp khó của chúng ta sẽ được thuyên giảm vô cùng hiệu quả. Đồng thời thì nó cũng giúp ta giảm được liều lượng và tác hại của những loại thuốc kháng viêm, thuốc giãn phế quản và giảm được các tác dụng phụ của thuốc này, khiến cho gan của chúng ta cũng làm việc được dễ dàng hơn, tốt hơn mà không bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng tới. Rất nhiều những người bệnh mà hiện tại đang mắc căn bệnh hen suyễn cảm thấy vô cùng khó chịu khi căn bệnh này đeo đẳng mỗi khi thời tiết thay đổi. Thế nhưng bên cạnh đó thì lại vô cùng chủ quan với căn bệnh vì nghĩ rằng nó không nguy hiểm quá đến tính mạng. Nhưng thực chất với căn bệnh hen suyễn khi cơn đến và cơn đi thì lại khiến cho người bệnh cảm thấy suy giảm sức khỏe vô cùng. Và ngay sau đấy nếu như chúng ta không phòng ngừa thì những cơn tiếp theo có thể sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta đột ngột thay đổi và dẫn đến tử vong ngay lập tức. Chính vì vậy nên chúng ta không nên chủ quan với căn bệnh hen suyễn hô hấp khó mà phải phòng và điều trị nó một cách dứt điểm. Nếu như bạn đang có những triệu chứng về căn bệnh hen suyễn thì bạn hãy tìm cách phòng ngừa nó và điều trị từ sớm thì sẽ giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn. Đồng thời bên cạnh đó thì bạn nên rèn luyện cho mình những thói quen sinh hoạt và bổ ích lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, ăn uống chế độ khoa học hơn và tránh xa các tác nhân mà ảnh hưởng tới căn bệnh hen suyễn của mình. Nó có thể kích thích cơn hen suyễn lên bất ngờ như hút thuốc lá hay sử dụng các loại vật dụng mà có lông, tránh những nơi có khí hậu ô nhiễm và dễ thay đổi, và đặc biệt là cũng tránh những hiện tượng về stress mạnh khi mà chúng ta gặp các vấn đề trong cuộc sống. Kết hợp với sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh này thì Nga tin chắc rằng việc mà chúng ta phòng và điều trị căn bệnh hen suyễn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Vâng, bạn hãy tưởng tượng xem nếu như trong gia đình nhà bạn có sẵn sản phẩm này và bạn có thể điều trị được căn bệnh hen suyễn thì mối lo sợ khi mỗi khi cơn hen suyễn lên không còn là vấn đề mà bạn phải lo lắng nữa, mà thay vào đó thì bạn sẽ hoàn toàn an vui trong cuộc sống của mình và bạn sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn khi mà chúng ta có sức khỏe tràn đầy, đúng không ạ?
Vâng, đó chính là lý do mà vì sao mà căn bệnh hen suyễn có thể đẩy lùi được nhờ sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Thảo Hàn Quốc hộp màu xanh. Và sản phẩm đã được các nhà khoa học chứng minh là không có bất kỳ tác dụng phụ nào khi người bệnh sử dụng sản phẩm này. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng điều trị thêm rất nhiều các bệnh khác nữa. Thậm chí những người đã bị tai biến có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ phục hồi các di chứng sau tai biến. Vâng, đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Hy vọng rằng tất cả những chia sẻ của Nga ngày hôm nay cũng thêm phần nào thông tin để giúp cho bạn có thêm phương pháp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh hay còn được gọi là kiện não hoàn thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với Korea Shop 24 giờ ngay tại đường link mà Nga để ở dưới phần mô tả video này. Bạn hãy kích vào đó và liên hệ chat với chúng tôi qua phần chat online hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trực tiếp và giúp bạn đặt hàng một cách nhanh nhất với cam kết bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn chứng minh được hàng của Korea Shop là hàng kém chất lượng. Thậm chí trong vòng 7 ngày nếu như bạn bóc sản phẩm sử dụng mà vẫn cảm thấy không yên tâm về chất lượng thì chúng tôi cũng sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Và khi bạn cầm đúng sản phẩm mà mình đặt hàng tại Korea Shop thì bạn mới phải thanh toán tiền cho nhân viên chuyển phát. Và trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm, chúng tôi còn có chuyên viên tư vấn đồng hành cùng bạn để bạn có thể thu được kết quả tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi sau khi xem xong video này, bởi đây chắc chắn là một sản phẩm vô cùng hữu ích mà bạn nên sử dụng cho sức khỏe của mình. Vâng, cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.